Trung Quốc tăng cường năng lực răn đe và chiến đấu bằng tên lửa chiến lược. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo các binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa chiến lược cần tăng cường năng lực răn đe và chiến đấu khi ông đến thị sát một lữ đoàn lực lượng tên lửa. Ông Tập phát biểu tại một sự kiện ở Bắc Kinh hôm ngày 5 tháng 9. Tân Hoa Xã ngày 19 tháng 10 dẫn lời Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo các binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa chiến lược cần tăng cường năng lực răn đe và chiến đấu, cũng như kiên quyết hoàn thành các nhiệm vụ của đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Ông Tập, người kiêm chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đưa ra phát biểu khi kiểm tra một lữ đoàn lực lượng tên lửa thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, HELA, hôm ngày 17 tháng 10. Theo Reuters, lực lượng tên lửa, quân chủng giám sát tên lửa thông thường và hạt nhân của Trung Quốc, được giao nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của Trung Quốc trong bối cảnh năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ được cải thiện, khả năng giám sát tốt hơn và các liên minh được củng cố. Trong chuyến kiểm tra, ông Tập nhấn mạnh nhu cầu tuân thủ chỉ đạo chính trị, tăng cường trách nhiệm nhiệm vụ y vai thúc đẩy phát triển chất lượng cao trong xây dựng lực lượng, theo trang Kailian. Đài Loan nói hơn 150 máy bay quân sự Trung Quốc tập trận quanh đảo tháng trước, Trung Quốc đã tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hiếm hoi vào Thái Bình Dương, nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng vào quá trình xây dựng vũ khí hạt nhân của nước này. Quân đội Trung Quốc đã trải qua một đợt chống tham nhũng toàn diện kể từ năm ngoái, trong đó một số tướng lĩnh, bao gồm cả từ lực lượng tên lửa và các giám đốc điều hành ngành công nghiệp quốc phòng hàng không vũ trụ bị loại khỏi cơ quan lập pháp quốc gia. Vào tháng 6, ông Tập cho biết có những vấn ăn sâu về chính trị, tư tưởng, phong cách làm việc và kỷ luật của quân đội Trung Quốc, đồng thời nói thêm không được có nơi ẩn náu cho các phần tử tham nhũng trong quân đội,